nay Điện Máy An Gia tiếp tục lên video giới thiệu cho các bác một con máy lọc không khí Daikin đời 2021. Con này thì phải nói như nào nhỉ? Nó gọi là siêu siêu lướt luôn mọi người ạ. Con này thì đời nói chung là nó chỉ kém cái con đóc bóc hộp mà giá tầm 13-14 triệu một tí thôi. Còn nó không có kém khác biệt nhiều lắm. Đấy thì con này thì hình thức em đang quay đây thì nó là mới đến khoảng hơn 95%. Hàng gọi là siêu lướt luôn. Màng lọc cũng mới, tất cả các thứ đều mới hết mọi người nhé. Thì đợt nói chung là hàng mà đếp mà Daikin 2021 thì mà lại hàng lướt thì nó lại không có nhiều. Nếu hàng mới thì lại có, nhưng mà hàng lướt thì không có nhiều, tại bản chất là gần 2021 thì gần như chưa dùng mà. Đấy là cuối giữa năm 2021, bây giờ mới giữa năm 2022 thôi. Đấy thì đếp những con này rất là hiếm mọi người nhé, rất là ít. Lần trước mình cũng còn được mấy con, lâu lắm mình lại về được một con nữa. Thì tại vì hôm trước cũng có bác, thật là con này là có một bác đặt hàng nhưng các bác không lấy, ok mình lại bán cho người khác thôi. Mình lại lên video để giới thiệu cho các bác nào có nhu cầu về con Daikin 2021 này nhá. Đấy, con máy thì rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, máy rất là đẹp, nói chung là con này thì không có gì để chê cả, nó chỉ kém cái hàng đập hộp một tí thôi, và trong khi giá nó chỉ bằng khoảng 2/3 so với con giá đập hộp. Đấy, thì bác nào có nhu cầu với con Daikin hay là không khí Daikin MCK 70 đến 2021 này thì liên hệ bên em nhá. Hiện tại thì cũng chỉ có một chiếc thôi.